có độ phủ truyền thông vô cùng lớn. Xin mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình để theo dõi các đề cử. Cuối năm, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên năm 2020 gửi đến tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là One Body Village, tổ chức phi chính phủ có sứ mệnh giải cứu, nuôi dưỡng và hỗ trợ xây dựng tương lai cho những trẻ đã bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ cao trở thành nạn nhân khai thác tình dục trẻ em. Là một trong những fashionista có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với giới trẻ Việt, Châu Ngọc Huyền từng tham dự nhiều sự kiện trẻ lớn trên thế giới và được không ít nhà nước nổi tiếng chọn mặt mũi vàng. Hồi tháng 3 năm 2020, Châu Ngọc đã nhận được hiệu ứng tốt, truyền cảm hứng cho cộng đồng khi có thái độ lạc quan, tích cực trong việc cách ly tập trung sau chuyến bay đến Italy và Pháp. Khả năng khai quốc xuất thần sư mẫu võ và thành công cho sự kiện của các nhà thiết kế nổi tiếng như Đỗ Mạnh Cường, Vũ và Sơn. Năm 2020 cô còn được khán giả yêu mến dành tặng biệt danh nữ hoàng cách ly với hình ảnh thân thuộc thân thiện trong 14 ngày cách ly tập trung sau khi tự nguyện về nước. Sau ngôi á quân mùa thi Exercise Star 2007, Minh Tú đã và đang khẳng định tài năng với hình ảnh bản thân. Năm 2020 cô được xem là kỳ hài mới với biệt danh Thúy Điểu khi biến hơn nửa năm mắc kẹt tại Bali vì Covid-19 thành chất liệu cho ba video hài hước sinh động, cập nhật về cuộc sống sớm cười. Năm 2020, Miss World Việt Nam 2019 kỳ loan gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu King of Rock với bóng đèn mình lâu nào. Điều này cho thấy kỳ loan không chỉ dừng lại ở danh xưng á hậu hay người đẹp mà còn nỗ lực khẳng định mình tại nhiều lĩnh vực khác. Xin chúc mừng kỳ đề cử. Vâng, vừa rồi là những gương mặt vô cùng xinh đẹp của hạng mục mỹ nhân của năm, phải nói là đây đều là những đề cử, những đối thủ vô cùng đặc ký đúng không ạ? Bởi vì chúng ta có thể thấy là ai cũng có những dấu ấn, phải nói là vô cùng đậm nét và những hoạt động vô cùng tích cực trong năm vừa qua, phải không ạ? Kính thưa quý vị, đó chính là hoa hậu Khánh Vân, fashionista Châu Bùi, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, siêu mẫu Minh Tú và á hậu Kiều Loan. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hội ông Gia Đạt xem ai trong số những mỹ nhân này sẽ đạt giải thưởng trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng lâu rồi mới đứng cạnh Hà Kỳ Anh đúng không ạ? Đây là một mỹ nhân trong lòng công trí và là mỹ nhân bền vững nhất hơn mười mấy năm Hà Kỳ Anh ha. Thì có thể mọi người sẽ muốn nghe Hà Kỳ Anh phát biểu một đôi lời trước khi mình công bố giải thưởng này. Phải nói thực sự là Kiều Anh hôm nay đứng ở đây cũng rất là run. Cũng đã đồng cùng đồng hành với lại Ngôi Sao Trong Nét trong mấy mùa giải rồi, mấy mùa trao giải rồi. Và lần nào thì cũng dung như thế này. Và thực sự là lúc đã bước lên trên đây thì nói với công chí là thôi chí nói đi, thì kiểu anh không nói gì cả. Và phải nói là đây là một cái mỹ nhân mà thực sự là kiểu anh cũng rất là hâm mộ. Bởi vì mỗi lần nào mà cô xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, cô cũng làm cho mọi người gọi là gì, choáng ngợp. Choáng ngợp về phong cách trình diễn cũng như là cô rất là sắc sảo và ngoài đời cũng lại rất là, nhưng mà ngoài đời rất là gần gũi. Đó là một người anh xin được chúc mừng cho mỹ nhân của năm, Võ Hoàng. Năm 2020
Dạ, lần đầu tiên thì bây giờ cũng là rất là hồi hộp ạ. Hà Nghĩa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Cảm ơn báo Màu Sao chấm nét. Xin được cảm ơn báo Màu Sao chấm nét đã có một cái buổi lễ trao giải rất là ấn tượng và uy tín như thế này. Và cái giải thưởng lần này thì Hà Nghĩa xin được gửi cho tất cả những người đã theo kiếp của Hà Nghĩa, quản lý, makeup và hairstylist, tất cả những người đã luôn đồng hành với Yến dù trong bất kỳ một khoảnh khắc nào, các bạn đã luôn hỗ trợ cho mình. Xin được cảm ơn tất cả những phóng viên, những anh chị em đồng nghiệp, nghệ sĩ đã luôn yêu thương cho Yến. Và xin được cảm ơn tất cả các fan đã một ngày đêm cày thêm bối vào ủng hộ cho Yến đây, có thể có giải thưởng trên tay và có hạnh phúc nhất ạ. Và một lời cuối cùng nữa là Yến muốn dành cái giải thưởng này cho ba mẹ của mình. Và Yến biết là ba mẹ của mình cũng đang xem chương trình này trực tuyến trên Ngôi Sao. Và đây là một cái giải thưởng mà đã ghi dấu ấn trong rất là nhiều năm, hơn 10 năm làm nghề của Yến, và Yến sẽ cảm thấy rất là trân trọng nó. Và một người Yến muốn cảm ơn đó chính là ông xã tương lai của Yến, dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng mà anh vẫn luôn ủng hộ cho Yến trên con đường sự nghiệp nghệ thuật trong mấy năm vừa qua. Và xin được cảm ơn mọi người, đây là một động lực cho Yến tiếp tục lan tỏa những năng lượng tích cực nhất đến cho xã hội và lan tỏa đến mọi người những sức mạnh của sự sẻ chia. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn chị Mộng Hoàng Yến rất nhiều. Xin chúc cho Mộng Hoàng Yến sẽ luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn tràn đầy sự tự tin và tươi trẻ, và sẽ có một cái kết viên mãn trong con đường tình yêu của mình nhé. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho mỹ nhân của năm Võ Hoàng Yến. Vâng, kính thưa quý vị,